Mua nhà tưởng dễ, ai dè gánh nặng nợ tới 1,7 tỷ, mẹ già cũng phải đi làm để trả nợ cùng con. Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, có một căn nhà Hà Nội nhưng ôm trong tay số nợ 1,7 tỷ đồng. Anh Vũ và chị Kim Anh sống khổ sở hơn cả lúc chưa có nhà. Thậm chí, mẹ anh Vũ cũng phải đi làm thêm để phụ trả nợ cùng các con. Cách đây 4 năm, anh kết hôn cùng chị Kim Anh, 29 tuổi, đồng nghiệp cùng cơ quan. Sau 1 năm hôn nhân, vợ chồng anh đón con đầu lòng, căn phòng trọ chật hẹp khiến sinh hoạt của cặp đôi cùng con nhỏ và mẹ chồng gặp nhiều bất tiện. Phòng trọ 30m², chúng tôi kê 2 chiếc giường sát nhau, một cái cho mẹ chồng nằm, cái còn lại là của vợ chồng tôi cùng con, bất tiện cực kỳ, chị Anh chia sẻ. Mơ ước có một căn nhà cho riêng mình của vợ chồng anh Vũ càng lớn. Sau một hồi bàn bạc với vợ, tính toán lại số tiền cần tiết kiệm, vợ chồng anh quyết định tìm mua nhà. Với mức thu nhập 50 triệu đồng một tháng, anh chị quyết định mua chung cư ở quận Hoàng Mai. 3 tháng đi tìm nhà, từ phố lớn đến phố nhỏ, từ những căn 60m² đến những căn hơn 100m², anh chị quyết định xuống tiền mua một căn hộ ngay ở mặt đường lớn để tiện đi lại. Thời điểm ấy, tôi mua căn hộ 84m² với giá 2,3 tỷ. Anh Vũ nói và cho biết vợ chồng anh chỉ có trong tay 600 triệu đồng. Đây là tiền mừng cưới và tiền ông bà nội ngoại hai bên giúp đỡ. Số còn lại được vợ chồng anh vay từ ngân hàng, người thân, bạn bè. Căn nhà được mua một cách nhanh chóng. Nhận nhà, vợ chồng anh Vũ mơ tưởng về cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Hai vợ chồng chi thêm một số tiền lớn để sửa sang lại căn hộ cho đúng ý. Với mức thu nhập 50 triệu đồng một tháng, cộng với một số khoản làm ngoài, vợ chồng anh tự tin có thể chi trả tiền lãi hơn 10 triệu đồng một tháng. Năm đầu mua nhà, được ngân hàng hỗ trợ lãi suất, công việc thu nhập ổn định nên việc trả nợ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bước sang năm thứ hai, lãi suất ngân hàng thả nổi, con ốm đau liên tục, công việc của vợ anh Vũ cũng gặp nhiều khó khăn, khiến vợ chồng rơi vào lao đao. Chúng tôi phải trả lãi ngân hàng 15 triệu đồng một tháng, bạn bè cho vay vì kinh tế khó khăn mà hỏi nợ liên tục, anh Vũ kể. Có tháng ngoài 15 triệu đồng tiền lãi ngân hàng, anh chị nhận được 3-4 cuộc gọi hỏi nợ từ bạn bè người thân với số tiền lên đến 100 triệu đồng. Cuộc sống gia đình bắt đầu bị đảo lộn. Để có thể chi trả số nợ, anh Vũ phải bán đi chiếc máy ảnh và chiếc xe SH dành dụ mãi mới mua được. Bữa cơm trong nhà cũng phải thắt chặt chi tiêu, những buổi cho con đi chơi cuối tuần bị cắt bỏ. Mẹ anh Vũ phải nhận việc dọn nhà thuê theo giờ cho người trong khu chung cư. Vợ chồng anh phải làm thêm giờ, đi làm ngày đêm chỉ để xoay sở trả nợ và giữ lại căn nhà mà họ từng ao ước. Con ốm đau vào viện liên tục, cộng với số tiền lãi quá cao, vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra xung đột, thậm chí có thời điểm tưởng chừng hôn nhân tan vỡ. Chúng tôi quá mệt mỏi và đã định đăng bán nhà để giải quyết số nợ khổng lồ đang gánh, anh Vũ nói. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá nhà tăng đột biến, căn nhà của vợ chồng anh bán đi, trả nợ xong vẫn không đủ tiền mua một căn hộ 50-60m². Cuối cùng, họ quyết định giữ nhà, tiếp tục cuộc sống đi làm sáng tối với hy vọng sớm trả hết nợ. Cùng cảnh với vợ chồng anh Vũ, Hà và Minh, cặp vợ chồng trẻ cùng 28 tuổi ở Hà Nội, dành cả tuổi trẻ để cày cuốc, tích góp, mong một ngày sở hữu được ngôi nhà của riêng mình. Họ đều là người ngoại tỉnh, đến thủ đô lập nghiệp. Sau nhiều năm đi làm, tiết kiệm được một khoản không nhỏ, họ quyết định mua căn hộ nhỏ tại một chung cư ở quận Cầu Giấy. Căn hộ trị giá 3 tỷ đồng, một số tiền không nhỏ, vượt quá khả năng của đôi vợ chồng trẻ, nhưng vì mong ước có một nơi an cư lạc nghiệp, họ quyết định vay thêm từ ngân hàng. Để đủ khả năng mua nhà, họ ký hợp đồng vay 1,5 tỷ đồng với lãi suất cố định trong một năm đầu và sau đó sẽ điều chỉnh theo thị trường. Khi đó, với mức thu nhập ổn định của cả hai, việc trả nợ hàng tháng dường như không quá khó khăn. Họ tự nhủ, chỉ cần siêng năng làm việc, chịu khó chi tiêu hợp lý thì sẽ có thể hoàn thành ước mơ. Thế nhưng, giấc mơ về ngôi nhà nhỏ nhanh chóng biến thành ác mộng khi lãi suất ngân hàng bắt đầu tăng cao sau 2 năm. Lãi suất điều chỉnh đẩy mức trả nợ lên gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ vậy, cuộc sống của họ cũng không dễ dàng như trước. Sau đợt dịch Covid-19, công việc của Hà gặp khó khăn, lương giảm một nửa. Minh thì bị điều chuyển đến vị trí mới, khiến thu nhập không còn ổn định như trước. Lúc vay tiền mua nhà, vợ chồng mình nghĩ rằng lãi suất sẽ không tăng quá cao, công việc thì ổn định, nên mình cứ mạnh dạn vay, nhưng rồi mọi thứ thay đổi, mình không còn khả năng kiểm soát nữa, Hà chia sẻ. Áp lực trả nợ khiến họ phải cắt giảm hầu hết các khoản chi tiêu, họ không còn dám đi du lịch, không dám mua sắm và thậm chí những bữa ăn cũng được tính toán để tiết kiệm nhất. Hàng tháng, họ chỉ biết nhìn số tiền tiết kiệm ít ỏi dần cạn kiệt trong khi khoản nợ vẫn ngày càng lớn. Mới đây, Hà nhận tin vui có em bé, cả hai lại phải chi tiêu khoản thăm khám thai định kỳ và hàng chục thứ cần chuẩn bị để chào đón con đầu lòng. Sau vài năm cố gắng xoay sở,
vợ chồng Hà và Minh nhận ra họ không thể tiếp tục cuộc sống với gánh nợ nần như thế này. Hà suy nghĩ quá nhiều về khoản nợ nên ngày càng gầy đi, cuộc sống căng thẳng đè nặng lên cả hai. Hà thừa nhận có những lúc cô cảm thấy hối hận vì đã quyết định mua nhà quá sớm. Nếu biết trước mọi thứ lại khó khăn thế này, có lẽ chúng mình sẽ không bao giờ vay số tiền lớn đến vậy. Nhà thì có, nhưng nợ nần khiến cuộc sống chẳng còn vui vẻ gì nữa, Hà nói. Sau nhiều lần bàn tính, cả hai quyết định bán nhà, trở lại cảnh nhà thuê để ổn định cuộc sống, thuận lợi chào đón con. Việc mua nhà được tính toán lại sau khi cả hai sẵn sàng về kinh tế. Cầm tiền tỷ khó mua chung cư, thời dịch bệnh mà giá vẫn tăng. Theo báo Vietnamnet, tưởng chừng dịch bệnh bùng phát, thị trường bất động sản bị ảnh hưởng, nhưng thực tế giá vẫn cao, vẫn có những cơn sốt và nhà đầu tư vẫn mua vào vì lo sợ giá sẽ thiết lập mặt bằng cao hơn sau dịch. Đầu năm 2021, để chuẩn bị kết hôn, vợ chồng anh Đỗ Xuân Thắng, Thanh Xuân, Hà Nội đã đi tìm hiểu một số dự án chung cư trên địa bàn quận. Với tổng mức thu nhập của hai vợ chồng vào khoảng 30 triệu đồng một tháng, anh Thắng dự định mua căn hộ chung cư có giá khoảng 3 tỷ đồng theo hình thức trả góp. Với khoảng 1 tỷ đồng tiền mặt, anh sẽ vay thêm ngân hàng. Mặc dù tính toán như vậy, nhưng quá trình tìm kiếm vẫn vô cùng gian nan. Hầu như trong 1 đến 2 năm qua, có rất ít dự án mở bán tại Hà Nội. Hàng đẹp không còn nhiều, giá sẽ điều chỉnh tăng, chính là câu trả lời thường trực của các môi giới khi đưa ra bảng giá cho vợ chồng anh. Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội. Nguyên nhân là do tốc độ tăng dân số cùng xu hướng đô thị hóa ngày càng nhanh. Năm 2030, tỷ lệ dân số đô thị sẽ tăng lên 45%, hiện là 40%, tương ứng mỗi năm cần thêm khoảng 70 triệu mét vuông nhà sàn ở đô thị. Mặt khác, việc quy mô hộ gia đình ngày càng giảm cũng đem đến cho thị trường nhà ở nguồn cầu mới từ các gia đình nhỏ tách hộ, bao gồm các hộ gia đình một người. Những yếu tố này khiến cho nhu cầu sở hữu một ngôi nhà riêng của khách hàng trẻ ngày càng tăng và cấp thiết. Các căn hộ chung cư là đích nhắm đến của họ do phù hợp với ngân sách và có thể tận dụng được đòn bẩy tài chính ngân hàng. Trái ngược với nhu cầu lớn, nguồn cung trên thị trường đã giảm sút mạnh từ năm 2019 đến nay. Lý giải về việc này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, hoạt động giám sát, kiểm tra, siết chặt triển khai thủ tục pháp lý các dự án bất động sản trên phạm vi cả nước dẫn đến nguồn cung sản phẩm mới ra thị trường tụt dốc thê thảm. Hậu quả mất cân bằng cung cầu kéo dài là đẩy giá tăng. Tại Hà Nội, mặt bằng giá căn hộ trung cấp đã leo lên mức từ 30 triệu đồng một mét vuông đến 40 triệu đồng một mét vuông, tập trung nhiều tại các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy và huyện Gia Lâm. Đặc biệt, nhu cầu tăng cao ở phân khúc cao cấp khi người dân có xu hướng an cư tại các khu đô thị đầy đủ tiện ích và dịch vụ. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc, trưởng bộ phận tiếp thị dự án nhà ở công ty CBRE Việt Nam cho rằng dù kinh tế khó khăn do dịch Covid-19 thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao do càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Bên cạnh đó, với những nhà đầu tư chuyên nghiệp hay người dân có thu nhập cao, khi đại dịch xảy ra, dòng vốn không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng nên họ có xu hướng rót tiền vào bất động sản vốn luôn được đánh giá là an toàn, bền vững trong lâu dài. Trong đó, phân khúc cao cấp được đánh giá giàu tiềm năng nhất bởi lúc khó khăn, chỉ có các chủ đầu tư giàu tiềm lực mới đảm bảo được tiến độ ra hàng, chất lượng sản phẩm. Số liệu từ CBRE cho hay, tỷ lệ hấp thụ của căn hộ cao cấp và hạng sang đạt trung bình khoảng 80%. Theo khảo sát trên thị trường, với tư tưởng luôn xác định nhà ở là nơi ở lâu dài, khi tiêu chuẩn sống tăng cấp, người dân cũng hướng đến đòi hỏi khắt khe hơn ở nơi an cư của mình. Song hành với đó, hiện các chủ đầu tư đều liên kết với các ngân hàng để hỗ trợ tới 80% giá trị căn hộ và thời gian vay kéo dài tới 35 năm, khiến cho việc sở hữu và đầu tư phân khúc cao cấp trở nên dễ hơn và hiệu suất sinh lời tốt hơn. Do đó, dù dịch bệnh, những bất động sản được các chuyên gia đánh giá là có sự ổn định, thậm chí đi ngược dòng khi giá sẽ tiếp tục tăng. Ông Matthew Powell, giám đốc Savi, lý giải nguồn cung ít, cơ sở hạ tầng được cải thiện, tiêu chuẩn phát triển cao hơn và giá thép tăng gần đây đã dẫn đến sự gia tăng trực tiếp về giá căn hộ. Việc tăng giá cũng là kết quả tất yếu do lệch pha cung cầu trên thị trường, không phải do tình trạng sốt ảo như nhiều lo ngại. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc Cốc Cao, bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savi Hà Nội nhận định, thị trường thủ đô đang có các điểm nóng đầu tư ở vùng ven với cơ sở hạ tầng phát triển.
một số dự án lớn và các chủ đầu tư uy tín. Đặc biệt, đang có các chủ đầu tư thậm chí đã tìm cơ hội phát triển để bắt nhịp thị trường trong 5 năm, thậm chí là 10 năm tới của thị trường bất động sản. Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đánh giá, khủng hoảng là có, nhưng cơ hội vẫn còn. Nếu vaccine Việt Nam thành công sẽ càng làm tăng khả năng mua nhà, ông đánh giá.